Aerobic không chỉ có âm nhạc, không chỉ có những vũ điệu mềm mại và uyển chuyển trên sân khấu, mà môn thể thao này còn đặc biệt ở chỗ, nó sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi những nụ cười. Các vận động viên aerobic mỗi khi lên sân khấu biểu diễn luôn đem đến cho khán giả và ban giám khảo những nụ cười thật tươi, những khuôn mặt rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Điều đó không chỉ mang lại sự hứng khởi và vui tươi trong mỗi bài nhảy, mà đó còn là cách để các vận động viên aerobic thể hiện sự tự tin trong mỗi điệu nhảy mà mình thực hiện. Sự thành thạo và điêu luyện trong mỗi động tác biểu diễn càng cao, thì nụ cười của những nghệ sĩ trên sân khấu sẽ càng lấp lánh và dễ dàng chinh phục người xem. Nụ cười là điều vô cùng quan trọng trong môn thể thao aerobic. Điều đó sẽ cho mọi người biết bạn có tự tin hay không. Dù bạn có làm sai động tác thì xin đừng làm rơi những nụ cười và hãy tiếp tục thực hiện bài thi thật tốt. Nụ cười đây coi như là điểm nghệ thuật của bộ môn này. Vì chỉ cần mình giả vờ cười thì trọng tài sẽ nhìn ra và biết ngay. Mà mình phải cần có cái tâm ở trong cái nụ cười đó. Thế khi thực hiện các động tác thì mình phải thực sự là phải từ trong tâm mình làm ra thì mới cười được cái nụ cười nghệ thuật đấy ạ. Và nụ cười từ đây nhanh chóng được lan tỏa từ sân khấu đến khắp mọi nơi. Dù rất mệt sau phần thi của mình, nhưng những tiếng cười giòn giã vẫn luôn đồng hành cùng những cô gái này. Thêm một nụ cười thật rạng rỡ khi bên cạnh là những người thân yêu và chắc chắn sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi nụ cười hạnh phúc của chiến thắng, của những vinh quang và của tinh thần đồng đội. Sức hấp dẫn của bộ môn thể thao đôi khi không đến từ sự mạnh mẽ, mà nó xuất phát từ những điều đơn giản nhưng dịu dàng.